Ôn tập bài 1 chương trình Giáo dục 2018 sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 bộ sách Trên trời sáng tạo. Bài 1 ôn tập thông điệp từ thiên nhiên, tùy bút Tản Văn. 1. Nêu điểm tương đồng hoặc gần gũi về nội dung, chủ đề, cảm hứng giữa các văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông, Cõi lá, Trăng sáng trên đầm sen. 2. Từ 3 văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông, Cõi lá, Trăng sáng trên đầm sen, hãy lập bảng tổng hợp về sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình theo gợi ý sau. Dấu hiệu nhận biết sự kết hợp, nội dung tự sự, yếu tố trữ tình, tác động của sự kết hợp ấy đến người đọc. 3. Tìm đọc thêm một số tùy bút Tản Văn viết về đề tài thiên nhiên, liên hệ với những văn bản trong bài học để thấy cách tiếp cận riêng của mỗi nhà văn. 4. Giải thích nghĩa của những từ sau và xác định cách giải thích đã dùng: phẳng lặng, nhấp nháy, cổ thi, chật chội. 5. Cho đề bài, hãy viết văn bản thuyết minh có lồng ghép một số yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm về một quy trình hoạt động hoặc một đối tượng mà bạn quan tâm. Yêu cầu: lập dàn ý cho đề bài trên, viết đoạn mở bài và một đoạn thân bài. 6. Để giới thiệu một tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như nắm bắt nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói hiệu quả, bạn cần lưu ý những điều gì? Hết ôn tập. Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.